Chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ làm một thử nghiệm nho nhỏ nghe cả nhà. Thử nghiệm về hai loại có nọc độc nghe cả nhà. Đó là bọ cạp và lít nghe cả nhà. Hôm nay mình sẽ đi vòng vòng trong cái khu lườn tràm này nghe mọi người. Đó. Mình đi vòng vòng trong cái khu lườn tràm này nè. Mình kiếm bắt hai loại lít và bọ cạp nha. Mình bỏ chung với nhau coi chúng có thân thiện với nhau hay không, hay là chúng nghịch nhau, chưởng nhau. Mình nói vậy cho vui thôi nghe cả nhà. Mình muốn biết kết quả như thế nào á, vậy giờ mọi người cùng đi theo mình bắt hai loại có nọc độc này nha, rồi bỏ chung lại với nhau xem cái kết quả như thế nào, rồi mình sẽ biết được bọn chúng như thế nào nha cả nhà. Mời cả nhà cùng đi bắt với mình nha. Giờ mọi người cùng đi với mình đi kiếm hai loại có nọc độc này nha, đi kiếm bắt bọ cạp với lít nha mọi người. Tại mình vừa đi vừa quay á. Thường nó nằm ở dưới mấy cái cây cũng lát rồi á, nó nằm dưới mấy cái này thôi nè. Mình dở lên mình thấy nè. Giờ mình đi vòng vòng mấy cái khu trong đây nè, mình kiếm dập lên kiếm cũng chiếu tùng nữa cả nha, quá trời luôn nè. Con tùng nè. Con tùng này to cả nhà. Tùng này to. Đây con cuốn chiếu nè. Cuốn chiếu ở đây loại nhỏ. Ở đây nó không có loại bự. Còn cuốn chiếu là loại cuốn chiếu lừng, cuốn chiếu núi rồi. Con mà nó bự bằng ngón tay luôn cả nhà. Ngón tay cái luôn. Cuốn chiếu nè. Này là cuốn chiếu nhỏ. Đây là con tùng nè. Nó bò. Thôi nó bò. Thôi giờ mình đi vòng vòng mình kiếm hai loại kia đi. Đây đựng con nè cả nhà. Đây đựng con nè. Đó. Trong lườn tạp này là bò cạp với lít tụ nhiều lắm. Bữa mình đi soi nó quá tợ luôn. Để giờ mình kiếm cái cây mình gắp nó vô. Nãy mình có xách theo cái hũ nè. Hên quá, đi mới dập là có hơn con. Em bỏ vô hũ. Đường con đó nha. Trong rừng tràm này nhiều lắm. Bữa mình đi bắt tội nó gần cả ký luôn á. Bắt xong về mình ngâm rượu với mình, bữa mình chiên ăn đó. Tấm ra nè, mấy tấm ra là mình... đây con nữa cả nha. Đây. Thấy không? Nó trong rừng này tạm này nhiều lắm. Nó nằm trong mấy tấm la tấm đồ đó. Mình dở lên là mình thấy nè. Được hai em rồi. Kiếm cây mình gấp nữa, mình không dám bóc luôn, bóc cho nó chích. Nè, nó vảnh, nó vảnh cái đuôi lên vậy nè. Nó vảnh cái đuôi này nhờ, đụng vô cái đuôi nó là nó chích được cái là bỏ vô hũ. Rồi con trong hũ nó bò lại luôn. Bỏ vô hũ. Mới đi vòng vòng kiếm là được hai con đó nha. Mà chắc hai con bò cạp này chắc cũng được. Đi vòng vòng mấy khu này mình kiếm vài con lít. Coi trong cái đống này. Mới thấy nó nằm trong đây nè. Mình dở cái này lên. Ôi nào. Kia có con lít nhỏ nữa, nó mới chạy ra. Chui đâu rồi. Trời ơi, hai ba con luôn. Ở đây bò cạp nữa nè. Hai ba con quá trời luôn. Ở đây bò cạp đây, con lít to. Để mình lấy cây mình gấp nó mọi người. Đây cái hũ nè. Giờ tại vì
con lít là nó hay chạy dữ ơ. Ui, nó dở lên nó chạy ra. Ồ, nó chạy. Rồi nó chui ra. Ồ, nó chạy ghê mọi người. Đó, đó, đó nè. Ôi, nó chạy. Mình đi có một mình, nó vừa cầm vừa quay á, nó khó coi hơn, mọi người thông cảm nha. Đó, đó. Mình vừa cầm vừa quay á, nó hơi lắc cái điện thoại nữa chứ khó coi nữa. Giờ mình bỏ nó vô hũ rồi nha. Đây, đó. Xuống con, đó. Được một con nha. Được một con tôm hũ nha. Nãy mình mới thấy bò cạp đó nè. Mình bắt tiếp bò cạp luôn. Đây. Đây bò cạp đây. Trong cái hũ này được hai con rồi. Nãy trong cái hũ này mình bắt được hai con rồi không? Đây một con nè. Chạy hả? Đây một con nữa. Ôi, không, được ba con nè. Đây nắp lại. Xách theo hai cái hũ này mình đựng liên ra. Đi chút về mình bỏ chung lại với nhau xem nó như thế nào đó, được con lít. Còn bên đây là được ba bọt cạp. Núm linh chi ngàn năm. Mình đi bắt hồi nãy giờ cũng mệt rồi cả nhà ơi. Nãy giờ mình đi vòng chỗ này nè. Mình đi kiếm. Nói chung ban ngày nó cũng có nhưng mà nó ít hơn ban đêm. Ban đêm á mình đi bắt á, mình đi soi nó nhiều. Mà nói chung mình bắt vậy cũng là khá rồi cả nhà. Được ba bò cạp nè. Được ba bò cạp với con lít. Hồi nãy có mấy lít con nữa, mình không nhỏ quá mình không bắt, mình có lít này hơi bự bự nè, mình bắt lít này. Giờ mình đem vô mình thử nghiệm nó nghe nha. Giờ mình đem vô nhà, mình bỏ hai con này vô trong cái hũ hay cái keo gì đó. Mình coi hai con nó như thế nào nha. Mọi người cùng vô xem kết quả ra sao nha. Đi nãy giờ mình bắt được ba bò cạp với con lít nè. Nãy có mấy nhỏ nữa mình không có bắt nha. Rồi giờ mình thử nghiệm nghe nha. Mình bắt nó, mình bỏ vô cái hũ này nha. Bỏ bò cạp vô, giờ bắt lít. Đó. Rồi, mình bỏ nó vô chung hũ nè, coi phản ứng của hai con như thế nào nha. Đó. Mới gặp nhau chào hỏi nhau một cái rồi. Coi hai con này nó có cắn nhau không hay là nó thân thiện với nhau nha. Wow, wow. Wow. Anh lít đã bị túng hai kẹp của anh cạp vào cạp rồi. Nãy giờ thấm mệt đó, nó ngồi nó nghỉ, giờ cái nó hết mệt thì mới bỏ la cái là nó quất liền. Wow, giờ con thấy không, con bò cạp nó lấy cái đuôi của nó sửa sạn nó chích kìa, nó lấy cái đuôi nó sửa sạn nó chích cái nọc tọc vô kìa. Vậy là chứng tỏ là hai con này nó không có thân thiện với nhau rồi, hai con này là kẻ thù với nhau rồi, gặp nhau là chiến rồi. Nó cắn ngang cổ luôn, hết giường chó chống cự luôn vậy nha. Nó cắn không, nó tiêm độc luôn nữa, xong.
hồi con lít nó cũng dữ chứ, nó cắn lại cái càng của con bò cạp luôn kìa. Cắn thì cắn chứ cũng sao chịu nổi nè. Con bò cạp nó cắn ngay cổ luôn mà, cắn ngay cái huyết hầu luôn còn gì. Nó ăn thịt luôn rồi nè. Lại cuộc chiến này là bò cạp thắng, lít thua. Hai loài nọc độc này bò cạp là nhất rồi. Thôi mình kết thúc video này luôn nha cả nhà. Vậy là mình biết cái kết quả của hai loại có nọc độc này rồi, đó là bò cạp và lít, và bò cạp đã chiến thắng nha cả nhà. Thôi mình kết thúc video đây nha, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của mình nha. Bye bye cả nhà.